Xin chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này mình sẽ hướng dẫn cho bà con về kỹ thuật trồng bơ 034 và bơ bút. Thì hiện tại hai cây bơ này nó giá thành rất là cao và rất là ngon, được người nông dân chúng ta ưa chuộng rất là nhiều. Thì về cái kỹ thuật mình hướng dẫn bà con, đầu tiên là kích thước trồng, thì mình cũng trồng khoảng cách là 5m. Rồi cái thứ hai là chúng ta bón lót. Thì bón lót trước khi trồng thì chúng ta xử lý vôi, phân chuồng và thuốc kiến. Thì chúng ta cũng trộn đều hết chứa hố đi. Thì khoảng cách hố thì cũng 5m rồi, còn chiều rộng với chiều sâu của hố thì chúng ta làm khoảng 60-40. Thì ở đây nhu cầu ở Đắk Lắk chúng ta hiện tại bà con dùng máy khoan hết, nên rất là tiện lợi cho bà con. Chúng ta khoan bằng máy hết, nên khi trồng nó rất là tiện, không phải đào như hồi xưa. Thì qua cái clip này bà con cứ xem mình nè, về kích thước và hố đã đạt tiêu chuẩn hết rồi, thì chúng ta tiến hành trộn phân lót. Sau khi trộn xong thì chúng ta tiến hành xé bầu và trồng thôi. Thì mình hướng dẫn rất là tỉ mỉ và rõ ràng cho bà con về cây bơ bút và cây bơ 034. Ở những clip khác thì mình cũng đã hướng dẫn rồi, thì cái nhu cầu mà trồng tỉa cành, tỉa lá và tưới nước thì cũng có đầy đủ hết rồi. Chỉ còn thiếu một vài cái clip về cái kỹ thuật mà chúng ta giúp cho cây bơ bút, cái bơ 034 á, nó đậu hoa, đậu quả, sao cho lượng bông nó không bị rụng như năm nay. Thì bà con cứ đăng ký kênh đi, thì vài hôm nữa sẽ tới giai đoạn mà gần ra bông á của năm nay á, thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho bà con về cái cách hãm và cách như thế nào để cho cây bơ bút nó ra bông hiệu quả. Thì một lần nữa bà con vui lòng đăng ký kênh và theo dõi các video của mình về phần sau. Đây là cái vlog clip mình quay hoàn toàn ở cái một cái vườn mình đang trồng bơ 034 và bơ bút. Cảm ơn bà con ạ.